Wanna say lullaby. Em hay ngước nhìn lên cao, có muốn vì sao hay giọt buồn đang lấp lánh ở trong đêm, hòa lẫn với nỗi nhớ nhung dịu êm. Ok, đã có rất nhiều bạn comment hoặc inbox cho mình, hỏi mình kiểu như nên chơi gì, ăn gì, uống gì, đi đâu, vân vân khi các bạn đến Đà Lạt. Đà Lạt là một thành phố du lịch đang phát triển, các hoạt động hay địa điểm giải trí cũng ngày càng nhiều, nên mình không thể trả lời các câu hỏi của mọi người một cách ngắn gọn và xúc tích được. Đó chính là lý do mình quyết định mở một series mới trên channel First Date mang tên Làm gì ở Đà Lạt. Trong series này, mình sẽ cung cấp cho các bạn tên cũng như một vài trải nghiệm nho nhỏ của mình về các địa điểm và hoạt động để các bạn có thể làm khi đến tham quan thành phố nho nhỏ này. Ví dụ như ăn ở đâu, uống ở đâu, chụp ảnh ở đâu. Hy vọng là video này sẽ giúp ích được gì đó cho các bạn. Ok, địa điểm đầu tiên mình quyết định nhắc các bạn đến chính là cà phê Misty Forest, địa chỉ 124 Bạch Đằng. By the way thì đường Bạch Đằng gần đường Hai Bà Trưng, dành cho những bạn cảm thấy tên đường hơi lạ. Đây chính là địa điểm mà mình đã chụp bộ hình xuất hiện ở đầu video ngày hôm nay đó. Tôn chủ đạo của Misty Forest là tôn màu trắng, tạo cảm giác lạnh và sạch. Màu trắng này gợi cho mình nghĩ đến băng tuyết, vốn vì thời tiết Đà Lạt cũng lạnh sẵn rồi. Ngoài ra thì cách trang trí của quán cũng làm mình có cảm giác như mình đang ở Bắc Cực vậy đó. Mình sẽ đi sâu hơn về cách trang trí của Misty Forest sau ha. Đây không phải là lần đầu tiên mình đến với Misty Forest, nhưng lần đầu chủ yếu chỉ là để chụp hình thôi, nên lần này mình mới có cơ hội để đi quán kỹ hơn. Vừa mới bước vào, mình đã bị thu hút bởi một góc ở bên gần cửa. Góc này gần một cái thân cây có treo những cái tổ chim rất là dễ thương. Ok, mình quyết định sẽ ngồi ở đây luôn. Vì Misty Forest có đẹp như thế nào thì căn bản nó cũng là một coffee shop, nên mình sẽ nói trước về đồ uống ha. Khi vừa mới đến, các bạn sẽ thấy quầy chế biến nằm ngay ở góc bên phải. Khách sẽ đến và order ngay tại quầy. Menu được viết ở trên bảng, đồng thời thì có cả menu giấy nữa, tiện cho các bạn mắt kém. Mình có chụp lại menu cho các bạn xem. Mình cảm thấy đây là mức giá có thể chấp nhận được cho một không gian đẹp như Misty Forest. Đặc biệt, ở đây không phụ thu phí chụp hình, nên các bạn có thể chụp hình thỏa thích mà không cần phải trả thêm tiền. Khi nghiến vào quầy pha chế, mình cảm thấy hơi buồn một tí về khâu nguyên liệu. Nguyên liệu ở Misty Forest dùng đa phần là nguyên liệu đã được đóng hộp sẵn. Đà Lạt gần đây thì xuất hiện rất nhiều các quán cà phê mà dùng nguyên liệu từ thiên nhiên, mang tính kiểu như organic để chế biến được những loại đồ uống có lợi cho sức khỏe. Có tiệm cà phê còn tự làm cả rau u cơ, mình sẽ giới thiệu sau ha. Tuy nhiên đây hoàn toàn không phải là một điểm trừ lớn vì mình biết hầu như các quán cà phê khác cũng đều chế biến y chang Misty Forest. Đâu phải đồ uống nào cũng có thể làm từ những nguyên liệu tươi đâu mà, phải không? Món mình gọi hôm nay là rau u cam nha đam. Món này thực sự rất là ngon, chua ngọt vừa phải, không bị kiểu như ngán á. Mình tu một hơi là hết luôn. Trước khi dắt mọi người đi xà quần thì mình phải khởi động một tí. Outfit của mình hôm nay có vẻ không hợp lắm nhưng mà kệ, chủ yếu là đi để review cho mọi người mà. Misty Forest có một tầng trệt và một cái gác ở bên trên. Muốn lên gác thì các bạn sẽ phải cởi giày nè, không được đánh bài và cả hút thuốc nữa. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ chỉ dắt các bạn đi tham quan ở khu dưới thôi, phần còn lại các bạn tự đến và cảm nhận nha. Bật mí là ở trên lầu có đèn nè, có cả lều tạo cảm giác y hệt như mình đã đi cắm trại ở Bắc Cực vậy đó. Bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào khâu trang trí của Misty Forest. Để tạo thêm cảm giác lạnh thì ở đây có treo thêm rất là nhiều tranh và đều mang một cái màu sắc lạnh lẽo hết.
Mình cảm thấy những bức tranh này thật sự rất là đẹp và đã được chọn lọc một cách kỹ càng. Tương phản hoàn toàn với cảm giác lạnh lẽo mà phần nền mang lại, thì các đồ nội thất ở Misty Forest lại tạo cảm giác ấm nhiều hơn. Dùng những nguyên liệu như là gỗ nè, len nè. Ở Misty Forest thì mình cảm thấy góc nào cũng đẹp, chụp ảnh thì thích khỏi chê luôn. Quên giới thiệu với các bạn, Misty Forest là một coffee shop kim luôn workshop làm đồ gỗ. Có nghĩa là nó sẽ có nguyên một khu to đùng như thế này nè, để trưng bày các dụng cụ và đồ handmade. Khu trưng bày dụng cụ là góc yêu thích của mình. Tưởng tượng đây là không gian làm việc của bản thân thì trời ơi, ngầu chết đi được á. Còn đây là những sản phẩm handmade được làm ra, trông rất là yêu phải không? Nếu thích thì các bạn có thể mua về để làm kỷ niệm nữa, giá thì cũng không quá đắt đâu. Ngoài phần lạnh lẽo thì Misty Forest cũng có một phần rất là xanh, nằm ở bên ngoài. Đây là không gian thích hợp cho những bạn đi cùng với gia đình hoặc là muốn yên tĩnh hơn một chút xíu, hay là chỉ đơn thuần các bạn thích màu xanh hơn thôi. Tổng kết một tí về ưu điểm thì mình cảm thấy Misty Forest có những ưu điểm sau: đồ uống ngon nè, giá hợp lý, nhạc chủ yếu là theo phong cách US UK rất là hợp với mình, không gian đẹp và lạ, có bán thêm đồ lưu niệm, rất là đáng yêu. Còn về nhược điểm thì ở đây không có khu giữ xe riêng biệt, xe phải đậu trước cửa quán ngay hơi mất thẩm mỹ, hơi ồn vì nhìn chung không gian quán không quá lớn. Cuối cùng, vì Misty Forest đang hot nên sẽ có rất là nhiều người đến đây để chụp ảnh, không thích hợp cho những bạn mà kiểu muốn tìm một cái không gian nào đó yên tĩnh để đọc sách hay là làm việc đâu. Mình nghĩ là như vậy. Video của mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn sẽ đến Misty Forest chứ hả? Comment cho mình biết ở dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.